Mọi người nha, Úc đang chuẩn bị xay bắp với lại là lúa mọi người. À mọi người lưu ý cho Úc nha, bắp á là mọi người đừng có nên mua nhiều quá, mua vừa đủ ăn trong vòng gần chừng 3 4 tháng 5 tháng đổ lại thôi nha. Để lâu quá 1 năm á là nó bị mọt á. Giống Úc là Úc phải hôm bữa Úc mua nhiều mọi người. Cho nên là nó bị mọt nha, bà con là lưu ý là đừng có mắc sai lầm giống Úc là mua nhiều bắp quá nha. Bây giờ Út đang xay để ủ, cái này là Út phơi rồi. Giờ Út xay bắp ra để ủ. Ê mọi người này. Trời ơi mọi người thấy chim én, chim yến, chim cái gì tùm lum nó về nó ị đầy luôn bức tường không? Y như là làm kiểu vậy đó mọi người. Đây. Bắp xay. Này là máy xay nghiền nha mọi người. Đây. Cái này mọi người á mua cái máy nghiền không cũng được, khỏi mua motor. Mọi người mua mua hả? Út là Út dùng motor tốc độ nhanh nha mọi người. Motor mạnh á thì nó mới nghiền được, lúc trước là dùng cái motor nó yếu á, nghiền nó mau bị nghẽn, nó hay bị nghẽn. Đang nghiền nghiền bắp mọi người. Bụi lắm. Bữa giờ là anh chị cô chú kêu Út quay cái máy nghiền để mọi người coi, mọi người tham khảo á. Thì cái máy nghiền với máy cắt là cắt cỏ đồ á, thì cái máy nghiền này là nghiền mịn, nó không có đập bể 3 bể 4 được. Còn cái máy cắt kia là đập bể 3 bể 4 được nha. Bà con nào á, lúc trước là có hai anh hỏi Út là cái máy này nó có đập được không, anh cần mua cái máy đập á. Thì Út quên số rồi mọi người. Anh đang coi thì liên hệ lại Út nha. Có cái máy đập rồi nha mọi người. Nghĩa là mình đập ra cho gà ăn thì để 3 bể 4 thôi á. Còn cái này là Út nghiền ra để ủ men. Cái này là thích hợp cho bò dê đồ nó uống á. Bò á là mình cần phải xay mịn nó như thế này, để cho nó mở rộng ra cho nó xuống cho nhanh. Cái này là nó nghiền mạnh hơn. Còn cái máy xay kia thì nó đập bể 3 bể 4 nó chậm hơn xíu mọi người. Tại vì mỗi máy nó có mỗi chức năng riêng á. Thì mình chăn nuôi thì mình có hai cái máy này là xài ok à. Đây bà con. Đây, cho mọi người coi nè, đây nè. Đấy nó nghiền nè. Bụi quá mọi người ơi. Đây. Đấy. Đó cho mọi người nè, đấy. Nó nghiền mịn như vậy nè. Nè. Đây mọi người. Đó. Đây. Mọi người nghiền nó chậm chậm á thì nó mịn. Đây là bắp nha. Nghiền bắp, nghiền lúa gì đều được nha bà con. Cái máy này á, ai mà bà con mình ở miền Tây á, có lúa nhiều á thì mua về nghiền lúa mọi người. Nghiền lúa này, vỏ trấu đều được nha. À, hạt cám cũng đều được luôn. Có trấu không? Có trấu lấy cho bà con coi. Trấu khác chứ, trấu là cái vỏ không à. Đi lấy trấu đi. Được rồi, bắt được rồi đó. Úc thể, đây là đang nghiền bắp nha mọi người. Nè, nghiền bắp nha. Nghiền bắp xuống đây ha. Cho bà con coi nha. Bụi quá, nó ám vô cái ống kính mọi người. Đây nha mọi người, nè. Đó. Mình, nè. Đang ướm à. Đây, cái máy này Úc dùng cái motor mạnh á, tốc độ nhanh nên nó nghiền, nó nghiền lực lắm. Có xấu không? Hết rồi hả? Gọi cái có mà. Đây là nghiền bắp nha, nghiền lắm. Đây cho bà con mình coi nè. Đó. Đây mọi người này đang nghiền. Thêm lúa đi. Ờ để nó xuống đó. Đây đang nghiền lúa bà con. Đây mọi người, lúa này, lúa nó ra mịn lắm. Cái này nghiền lúa nên mình nghiền nó, mình thả cái hộp nó từ từ thôi nha mọi người. Đây nè, tại vì mọi người biết sao mà dùng cái máy nghiền này không, là lúc trước Út dùng là cắm bắp cắm gạo ngoài, mua ngoài cửa hàng nó đổ thêm đi, là nó không có hiệu quả mọi người. Nhiều khi bắp với lúa gạo đó nó bị mọt rồi, nó bị sâu rồi, họ dùng thuốc đồ á để bảo quản á, thì nó rất là cám gạo nè. Mọi người thấy cám gạo Út xay ra không nè, đây nè mọi người nè, cám gạo nè, đây là từ nguyên lúa nguyên hạt mọi người thấy không đó.
lúa khô nguyên hạt, xong rồi mình xay ra mình ủ men thì nó còn nhiều dinh dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng nó cao. Chứ còn mà mua ở ngoài á, sám gạo á, toàn là trấu không à, nó không có chất gì hết á, toàn là vỏ trấu không à. Mọi người thấy không, sám gạo người ta nó trắng vậy đó. Đây lúa này nó đang xuống rồi mọi người thấy lúa đấy. Cho nên là Út mua cái máy này thì bà con nào mà cần á thì liên hệ với Út qua số điện thoại là 0976629090, 0769990309 nha. Út có chia lại cho bà con mình, phân phối lại cho bà con mình luôn ha. Để tại vì là Út vừa về xã giờ là vừa về 20 cái rồi mọi người, bà con mình tới lấy hết rồi, còn mấy cái ở bên kia chút nữa qua Út quay cho mọi người coi nha, máy nghiền máy cắt. Tại vì nếu như mà bà con nào mà ở xa thì mọi người có thể mua cái máy không, cái motor thì được bảo hành mọi người, hoặc là mọi người có thể mua cái taxi này không nè. Về mọi người mua cái motor, mà motor loại tốt là được, loại nó mạnh á, tốc độ nhanh nha. Đây cho bà con coi nè, đó đóng gạo đó mọi người. Mình cũng xay được luôn nha, xay được thoải mái hết nha bà con. Đây đó mọi người nè, qua cho mọi người coi nó ra nè. Đây cái này mọi người thấy cam bắp không, vàng ươm. Bởi vậy Út nói cái cam bắp mà mình mua họ xay sẵn nó không có chất lượng. Cam này mà mọi người ủ men lên nữa thôi, heo với dê bò nó khoái lắm, nó mịn nè, mịn tưng nè, mọi người thấy không. Đây nè, đây là cam gạo nè, nó trắng lúa chứ không có trấu nhiều. Còn cam gạo mua ở ngoài cũng bữa nay nó cũng cao lắm mà toàn là trấu không à. Đây rồi Út đi qua Út quay máy cho mọi người coi nha. Đây nè mọi người, máy nghiền đây ha. Sáng giờ bà con mình chạy lại lấy hết rồi, ở đây còn được mấy cái nè, đó máy nghiền. Bà con mình lấy taxi không cũng được, hoặc là có motor kèm theo máy cũng có nha. Mọi người cần thì liên hệ với Út ha. Đây là máy cắt mọi người. Cái máy này có thể đập bắp bể 3, bể 4 được nha bà con. Để Út quay video Út chia sẻ cho mọi người coi. Nếu mọi người mà cắt cỏ nè, cắt gòn, cắt lá, cắt cây chuối, hoặc là đập bắp, đập mà cho gà ăn á, gà mà bể 3, bể 4 á, mọi người có thể đập bằng cái máy này ha. Đó mọi người. Còn đây là máy nghiền này mọi người. Thì cái này á, nếu bà con nào mà dùng cho bò cho dê để dùng muốn để nghiền bắp, nghiền lúa mà nó mịn, hoặc là vỏ trấu đồ nó mịn á, thì mọi người dùng cái máy nghiền này. Còn nếu như mà nuôi gà thôi, chỉ dùng để đập bể 3, bể 4 thôi á, thì mọi người dùng cái máy này. Đó, hai cái máy này là cái máy này thì nó mỗi máy nó mỗi thế mạnh khác nhau. Cái máy này thì không có dùng để cắt lá hay là xay ốc xay đồ gì được mọi người, cái này không có xay được nha. Nhưng mà cái này là xay được nè, xay ốc xay cá rồi rau bèo gì cũng đều xay được ha. Rồi cái này là đập bắp bể 3 bể 4 luôn được nha bà con. Thì còn nhưng mà cái này á chỉ để chuyên nghiền thôi, nghiền những cái hạt ngũ cốc, hạt khô như hạt đậu nành nè, hạt mấy cái hạt khô á, hạt đậu đen, rồi hạt lúa, hạt bắp. Rồi cái này là nó nghiền mịn ra luôn cho mình ha mọi người ha, chứ nó không có được bể 3 bể 4. Nếu mà để bể 3 bể 4 thì mọi người dùng cái loại máy bên này. Còn cái máy nghiền thì chỉ nghiền được. Bởi vậy là ở trại Út là Út dùng nghiền bắp với nghiền lúa để ủ men á, cho nên là Út dùng cái loại máy này. Với lại là Út cắt cỏ thì Út dùng cái máy này để cắt cỏ, ủ cỏ cho heo, dê đồ á, bò cũng được mọi người. Thì ở đó bà con mình xem xét nhu cầu của mọi người là cần cái loại nào thì mọi người mua cái máy đó ha. Thì số liên hệ với trại Út là 0976629090 nha mọi người. Ở đây đây, ở đây có máy có sẵn đây nè. Bà con nào mà cần thì liên hệ để Út ghép xe cho mọi người. Tầm 2-3 ngày nữa là có cái xe đi mỏ Cày Nam, mỏ Cày Bắc, thành phố Bến Tre. Mọi người đi ngang qua. Ngang qua đâu? Anh Sơn nói xe đi ngang qua Bình Chánh. Nói chung mà hướng Tiền Giang đi ngang qua, hướng mà đi trên quốc lộ mà đi về Bến Tre mọi người, là cái xe tải nó đi thì nó ghép cho mọi người, tiền xe nó rất là rẻ. Tại vì người ta chỉ lấy ít tiền dầu thôi á, chứ không phải là đi nguyên chuyến.
Cho nên là bà con nào mua mang mực rỉ đường hay đạm hay là máy nghiền như này này nặng cồng kềnh á, thì mọi người liên hệ Út qua số điện thoại là 0976629090 và 0769990309 nha. Số điện thoại chạy Út là số điện thoại này để liên hệ về hàng hóa hay có vấn đề gì về bảo hành á, mọi người cứ gọi hai số điện thoại này cho Út ha. 0976629090 và 0769990309 nha. Để xem nhiều video hơn, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới, thì Út sẽ cố gắng chia sẻ nhiều video hơn đến bà con mình nha. Cảm ơn bà con mình đã coi đến hết video ha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại bà con mình nha.